Trên mắt ở đâu ạ? À, hú già là. Không, cứ đảo cho một đường cho ông ấy sướng à. Ôi giời, sướng. Trời ơi. Cười như pháo nổ thế này. Đi anh. Xinh gái triển khai thôi. Dín nhiều tí rồi mà. Thôi mấy khi vào đây hiến máu. Vâng. Đây cũng là của bà đấy đúng không? Không phải à? Vâng. Sao? Thì chắc con thôi đúng không? Con ạ. Con này vừa mất. Con của bà đấy hả? Vâng, bây giờ cái nhà không có ai ở đây. Đây là con lớn nhất đúng không? Con này á? Con lớn nhất là trước kia đi, kia là chết. Chiến tranh nhỉ? Vâng. Bây giờ là con này là... Con này là con thứ thôi anh ạ, là 70 tuổi rồi. Vâng. Con thứ là 70 tuổi rồi. Đây là con trai... tức là minh mẫn nhất, tỉnh táo nhất thì cũng vừa mới mất rồi. Còn hai cậu con trai của bà là... Đấy. Hả? À cũng điếc tai hả? Con đó hết rồi. Đi cho con ạ. Ai da. Nazi. Chắc có ở bà ở nhà rồi. Thấy nói chuyện ầm chắc có. Bà vẫn nghe được chứ. Phải nói to anh ạ, nói như kiểu chửi ấy. Tăng âm lượng lên. À chị nhá. Bò. Ây da, gần làm đẹp đấy. Bây giờ em hộ anh thông tin tí. Hôm nay là... Cài cúc vào. Đây. Ông... là hai ông là gần giống nhau này. Đấy, đấy, đấy. Vâng. Ông này là ông cầm cười suốt thôi. Đấy. Ây da. Đấy, nhà đây. Đấy, còn không nhớ mà hôm nọ vừa vào nhưng mà cũng không nhớ đâu. Rồi, ok, bắt đầu thôi nhỉ. Cháu Hiệp xin chào quý khán giả tiếp tục quay trở lại với video tiếp theo trên kênh Tam Giác Mạch nhé. Hôm nay thì cùng với anh Thảo này, có chị Vân này, rồi là anh Giang nhỉ. Anh Giang. Chị Vân và anh Giang thì làm bên ngành làm đẹp. Thì hôm nay cháu Hiệp có liên hệ với anh chị là phát tâm hỗ trợ làm đẹp cho hai chú. Đấy, bởi vì là mỗi lần anh em mình vào đây ấy, thì đều thấy là tóc tai rất là... ấy đâm ra là chỗ anh Phèng Phèng cũng có trao đổi với cháu Hiệp rồi. Nếu mà hỗ trợ cắt tóc được thì tốt quá. Bây giờ bảo chưa? Bảo chưa? À, chú này thì chắc không cần cắt đâu nhỉ? Chắc cắt được. Còn mỗi chú kia. À, đi chữa mắt à chị? Chữa mắt ở đâu ạ? À, hú già là. Không, cứ đảo cho một đường cho ông ấy sướng à. Bảo hộ. Đấy. Cho các chế còn lâu thì cho nó. Chắc vâng chị cho em ngồi cái đây chị gấp ngô vào một xíu nhá. Em tìm cho anh một cái quàng ấy, cái ni lông ấy. Anh có khăn rồi. Lô có cái ghế cao không? Chắc
Lo. Em hộ bảo chưa? À chính. Bảo rồi, đồng ý gì? Rồi, đẹp luôn. Ôi chết rồi, mình bảo mũi dầu gội lên để cho à, ngồi đấy thôi. Hả? À, tranh thủ em mua hộ anh ít dầu gội được không? Được em. Đây có gì? Có, trên xa thì có. Ủa, xa lắm không? Cũng tầm khoảng hơn cây, tầm 2 cây. À, em hộ anh tí. Đằng nào cũng lúc chờ đợi mà. Em mua cho anh 50.000 tiền dầu gội đi. Ủa, 50.000 nhiều quá nhỉ? Mua 20.000. Mua cái dầu gội gì thơm thơm tí cho các chú trải nghiệm. Dạ. Ờ, clear nhé. Đấy. Nhưng mà ông này đi thì lại mất cái quả phiên dịch rồi. Hả? Chính rồi, thế từ tí nữa đã. Bây giờ em đi không ai phiên dịch được, anh không biết nói. Anh đợi em 2 phút em bảo em trao. Không phải cho ông này trước để ông này nhìn thấy mới theo. Ông này thì cũng cắt rồi nhưng mà mình cắt cho đẹp hơn đi. Hôm nay mấy khi thợ tóc vào đến đây. Đấy, trời ơi. Hôm nọ anh em mình vào thì hai quả đầu của hai chú là rất là gọi là rậm, đâm ra là thấy cũng. Dạ. À, vâng. 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 À, hỏng hẳn rồi đúng không chị? Chưa chị. Tầm tuổi này chắc là uống thuốc để gọi là cải thiện sáng hơn một tí. Không, ông này cắt kiểu gì thì ông lại thích cũng xuống. Đấy. Hôm nay rất là cảm ơn anh Giang, chủ salon tóc ở dưới Quyết Tiến Quản Bạ cũng như là chị Vân đã kết nối để hỗ trợ là gọi là thay đổi ngoại hình một chút cho hai ông chú. Gia đình thì quà tí trao đúng không? Có cụ bà là 111 tuổi như mọi người đã xem những cái video trước cháu Hiệp có rồi đấy. Thì gia đình này thì là có hai chú là đi chiến tranh nhỉ chị nhỉ? Một chú. À một chú đi chiến tranh là không về nữa. Đó, một bác là ở nhà bên này là cũng vừa mới mất đúng không? Vâng. Thông họ nói là không. Dạ. Không được đâu anh ạ. Còn hai chú ở đây thì là cứ ngơ như thế này mọi người ạ. Không, tí bảo à, em chính em mới hỗ trợ bảo. Đấy. Nó bảo là không cho cắt ngắn như thế này, không cho cắt xong là chỉ bảo là cho cắt xong là đưa tiền cho nó đi mà quần áo nó lại. À, không sợ không quen thì chắc sợ kiểu nóng này nhé. Xong bây giờ cắt thì nó khó chịu. Đấy, chắc tí phải gạ kiểu như chị bảo ấy, cho cắt cho nó gọn gàng sạch sẽ đi. Đấy. Học cắt như này có khó không anh? Như bọn em bây giờ vỡ lòng thì khoảng bao lâu là biết cắt? Bọn em á? Vâng. Cái này dễ là mà đẹp hay xấu thôi, do mình đó. Dạ. Không biết nhiều đâu. Vâng. Chị Vân thì không cắt tóc nam nhỉ? Chị Vân không. Vâng. Chị chỉ gội đầu nam thôi đúng không? Tự tin cắt nhiều phải mất 1 tháng. Vâng. Tay phải dẻo đúng không anh? Không thì nó gặp khách bị run hay rén ấy. Vâng. Xong lại cứ thế mạnh của vùng cao là ruộng bậc thang cứ thế mà phang thì mọi người mà có những cái hành trình lên vùng cao mà có muốn trải nghiệm thợ cắt tóc vùng cao thì đến Quyết Tiến, mọi người cứ ghé ngay salon của anh Giang ở ngay cổng chợ Quyết Tiến thôi mọi người nhé. Đấy, bây giờ cắt đi gọn gàng, tí nữa gội cho nó trắng phấu. Ui giời ơi, bây giờ em làm công tác tư tưởng của chú kia. Như chị vừa bảo ấy là
bảo cắt xong cho tiền đi mua quần áo, ông thích ngay. Là ông đồng ý ngay. Hôm nay thì anh em mình vào thì cũng có một tí món quà, chỗ anh Thảo kết nối để trao cho ba mẹ con. Hôm nọ thì anh em mình vào thì cũng có mua gạo và mua nhu yếu phẩm rồi mua một ít thực phẩm. Đấy, đây là hôm nay vào thì cũng mua thực phẩm thôi, không mua gạo hay gì nữa. Đấy, ngoan lắm nhỉ. Lúc nãy thì có vẻ là không ưng lắm nhưng mà bây giờ cắt tóc nghe sướng. Được chưa, được chưa? Chắc không đồng ý đâu nhỉ. À đồng ý rồi. Ba thì thích rồi. Tại vì là mẹ nào cũng thương con, em phải hiểu như thế. Mẹ nào cũng muốn con mình trở nên tốt đẹp. Với người mẹ thì con bây giờ vẫn là chưa là lớn. Đối với người mẹ thì con không bao giờ lớn. Đấy. À, trong khi chờ siêu phẩm của anh Giang lộ diện thì anh em mình sẽ đi vào trong nhà một chút đi để quay cho các bác xem. Những cái thước phim đợt đầu tiên cháu Hiệp vào thì cũng chưa có chia sẻ kỹ về cuộc sống của bà, vì những cái góc quay của anh em mình thì nó dùng cái máy thiết bị nó không được tốt. Đây, cụ bà Hạng Thị Sai, 110 tuổi năm 2023. Đấy, bây giờ đã là tính ra là bà đang hít thở bầu không khí ở tuổi 112 tuổi đấy anh ạ. Bởi vì bây giờ là tháng 7 2024 rồi. Đấy. Cụ rất là ấy. Đây, chỗ này chỗ ngủ của chú, một chú. À đây, đây là của chú này, chú đoàn viên, đấy, vẫn còn đoàn viên thanh niên. Nét luôn. À, hai cái áo đoàn, ý ông là như vậy. Mình vẫn còn kho quần áo cũ, nếu mà có thời gian lọc được thì lọc cho chú, hai chú một ít. Để lần sau mình vào mình cho hai chú sử dụng. Cho hai ông với bà thay thoải mái luôn. Đấy. Bà thì bây giờ mắt yếu rồi, đi lại thì phải hết sức là từ từ và gần như là phải sử dụng cả 5-6 giác quan cơ. Chứ không phải mỗi là chân tay, tay mắt miệng đâu mà có cả cái cảm giác nữa đấy. Gia đình thì không có gì là ấy cả. Đây, gạo anh em mình mua vào đây, anh Thảo ạ. Thoải mái. Mắm muối đâu? Mắm muối còn không? Chính nhận được trước anh có mua mắm muối vào không nhỉ? Anh không nhớ rồi. Trước là không. Có mỗi thịt với gạo thôi nhỉ? À, không nhớ. Hôm nay có anh Thảo mua rồi mọi người nhé, yên tâm. Hành trình của anh em mình đi với anh Thảo thì như đã nói với mọi người rất nhiều rồi đây. Đây là chỗ ngủ của chú kia. Xin phép quay tí nhá. Đây, cũng kê mèo. Đây, kê tạm bợ một chỗ ngủ của một chú 60 năm qua ngủ ở đây. Rồi. Đây. Trời ơi, ngủ trước bếp đâm ra là mọi thứ nó đen ngoằng như như bếp luôn. Ôi, cái cầu dao này, hiểu không? Hả? Ra đây xem quả cầu dao này. Ôi giời. Ôi giời ơi, đen ngòm hết luôn. Tôi nghĩ là cái này là cái đây này, cái lớp ấy này. Bóng cái bóng luôn, như sơn luôn. Khói mới cả là cái nhựa các thứ đun khi mình nó bám vào mảng khói mơ các thứ nhựa cây nữa. Đây, nếu mà video lên sóng mà các bác ủng hộ được một cái giường thì chính hộ anh mua vào nhá. Tất nhiên là sẽ có xăng xe cho em chứ không phải là nhờ không. Đấy, tại vì cháu Hiệp thấy cái điều kiện ở thì cái chỗ ở như thế này thì quá là thấp rồi, cái điều kiện sống quá thấp. Đấy, chỉ có ở nó miêu tả như thế nào nhỉ? Rất là khó khăn. Chỗ bà xem nào. À, bà thì là ở bò pư ho no. Ui giời ơi. Sao mà như cái ấy thế, như cái ổ chuột thế. Sao bà ngủ như này nhỉ? Mọi người cảm giác như cái nhà này nó là một cái lò. Khi mà đun khói thì khói sẽ tràn hết ra khắp nhà. Nó không tràn ở bất cứ một cái chỗ nào cả. Bà đã bảo những cái gì đấy chị? Bà bảo là rách hết rồi, đệm rách hết rồi. Bây giờ đến cái tuổi này rồi cũng đau lưng nữa. Vâng, bởi vì bà đau lưng nên bà ngủ như này thì cũng đỡ hơn. Mà ngủ bây giờ là có cái đệm cũng rách hết rồi. Đấy. Chắc là về mình sẽ xin xem nào.
xin một cái đệm mới cho bà để lót lên thêm, lót nệm lên thêm, xong là bố trí sắp xếp xem quần áo cũ ở nhà xem còn không, nếu mà còn thì sắp xếp là cho cả hai chú luôn, cho hai chú quần áo với bà nữa mà cũ để sử dụng. Em nhớ lưu lại một shot của hai chú trước khi cắt và sau khi cắt nhé, để so sánh, có cái hình ảnh so sánh. Mình trước cũng được tặng một bộ như này nhưng mà không biết dùng, đâm ra là đâm ra là phí không. Xong là bộ đấy mình lại tặng cho ai rồi ấy. Hàm răng của ông này đi quảng cáo trà là tốt đấy nhỉ. Chất lượng luôn. Nhưng được cái hai chú cười rất giống anh Thảo nhé. À, dạ. Ê, thế này. Đúng là ông trời lấy đi của hai chú này mọi thứ luôn nhỉ. Quá thiệt thòi. Đấy, cạo râu cho nhá. Úi giời. Đẹp quá, đẹp quá. Dính nhiều lắm. Em thấy chị mặc váy ngắn với cả quần ấy thì em thấy đẹp lắm. Nhưng mà hôm nay chị không mặc vào đây. Đấy, tỉa cho mỏng mất. Quả này cắt thì chắc là ai ông chú này chắc cả đời thì mỗi năm cắt một lần đấy à? Chính nhỉ? Một năm không cắt một lần à? Ôi dồi ôi, 3, 4 năm mới gọi là... Chắc cũng cắt kiểu gọi là thôi. Đấy. Thanh niên đoàn viên thanh niên đang rất là háo hức để đến chờ đến lượt để các bác ạ. Những cái hành động rất là nhỏ thôi nhưng mà với anh em mình thật sự là ý nghĩa. Bởi vì là đối với một con người thì cái răng, cái tóc là gốc rồi. Do vậy là có đẹp hay không hoặc là có ưa nhìn hay không thì nó đều phụ thuộc vào đầu tóc, rồi là rất là nhiều cái yếu tố khác nhau. Chị ở gần đây, chị có biết hai chú này bao lâu là cắt tóc một lần không? Có lúc thì 2 tháng là chồng chị vẫn cắt mà. À. Dày là chị cắt nhưng mà mấy tháng chồng chị đi tour rồi xong rồi không ở nhà mới không cắt thôi. À vâng vâng. Chị sao có lại tạo cảnh không? Vui vốn chị chân. Quá là đẹp. Bạn đang đi chỉ một chút rồi. Bạn đang ngồi hoa như lò à? Bây giờ. Anh có cái gương cho ông ngắm tí để ông sướng. Điện thoại lên mở cam trước đây. Đây đây đây. Ông vừa cho ông ngắm xong đây ông ok thế. Ngắm rồi à? À được. Nhanh đấy nhờ. Chín thái á, chín cu á, cu thì đội cái mũ vào nhà bảo ông thế, mà ông có đi làm mấy đâu mà ông cứ lo trời nắng. Thế ạ? À? Hôm qua thấy vác cái củi tấu đi ấy. À. Nhưng. Cho ở nhà đó mà. À. Bọn chị bảo là không. Ở, cho hai ông bác ở nhà xong là không làm được thì bà chị hát đi làm xong là bà không cho ở nhà đâu mà. Thật ra ở nhà nhiều nó cũng đủ người ra cũng không giải quyết vấn đề gì đâu. Cũng không tốt đâu. À thanh niên kia đi mua rồi gì? Đi mua rồi. Xong về tí chị cho em xin ít nước để gội đầu. Vâng. Chuyên gia gội đầu luôn. Đấy chuyên gia gội đầu chị Vân đây. Tóc muối tiêu đẹp đấy. Ông là ông rất muốn tâm sự đây nhưng mà không biết là mở lời thế nào. Ô chim gì kia nhỉ anh Thảo ơi? Chim gì mặt đỏ đấy? Trời lửa. Trời lửa không phải đâu. Con này giống giống ngũ sắc ấy mà to hơn. Đấy. Cú lúc nào giống con tiên đó to chưa?
Đấy. Nên đó có lúc có chị à? Nét luôn. Quên mất không mua bộ kem đánh răng cho ông nhỉ? Để ông trải nghiệm. Không dùng ấy, không dùng. Thì mình phải gọi là cho bắt đầu lại chứ. Không quen không dùng đâu. Lo 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 lo. Lo. Ủa chay hả dạ chay? Là khiệt luôn á. Hôm nào vào mình mang vào cho hai bao tải quần áo thao rồi chọn. Bây giờ nhá. 3, 2, 1, xoay một vòng. Cảm ơn anh Giang rất nhiều nha. Đã một thí sinh rồi. Nào thí sinh tiếp theo. Thôi cầm đi. Đây đây lấy dầu gội về đây cho ông chú giải quyết luôn vấn đề. Hướng dẫn đi, em hướng dẫn. Có bao nhiêu là hảo vậy chứ? Có bao nhiêu là hảo? Đấy, vui ngay. Đấy, đấy, phải có người đẹp đen dắt. Ông cũng lắm chùa lắm cơ. Chứng tỏ chú phải dễ dãi nhỉ? Những người đẹp cái vào việc luôn. Cho chú có gói đồ ra đây. Ở đây đây. Chị thay. Tạm thời xin phép chị gấp vào tí nhá. Cho chú gội gọi là. Hao tao mà. Na. Không bảo ông cúi đầu xuống đây luôn này, cho dễ. Ông không quen á. À chắc không. Anh chả gội cho nó xong là có tắm cho nó bảo là rét quá. Rét quá. Không, trời nắng này nước mát mát mà không vấn đề gì đâu. Nước này nước nguồn hết chị nhỉ? Vâng. À, ở đây lại không thiếu nước đúng không? Thiếu xa quá về rồi. Hôm đi cổ thì hơn 1 tiếng. Ai dạ. Phải đi nhà chú. Có quả gáo cũng uy tín đấy. Đây đây. Sáng tạo. Đây anh để nước xuống đấy không? Thật ra là không phải là ông này ở bẩn đâu mà là cái điều kiện sống của ông nó thế rồi, gần bếp đâm ra là lúc nào nó cũng sẽ bị nhám đen, bị bám vào những cái gọi là do bếp này rồi là khói bếp các thứ. Bếp thì lúc nào cũng cháy mà không bao giờ chết được. Không bao giờ tắt nhỉ. Mà nhà thì lại kín nữa nên là khói tất cả mọi thứ là nó ở trong nhà hết, nó không thoát đi đâu được. Qua đây, đây dội cho. Đây, gội cho bác. Bác sướng luôn, chắc hơi nguội tí, à hơi lạnh tí. Đó. Cho thuốc đi. Ông lại dội cái nước vào đấy bằng hòa. Đấy. Thế là đợt nọ đi khám là một mắt là hỏng hẳn rồi. Bây giờ còn một mắt nhìn thấy thôi chị. À, bên dưới họ có cho thuốc gì uống không chị? Không cho đâu mà. À. Cho thuốc nhuộm mắt hả? À, chồng chị đưa đi à? Vâng. À, tốt quá rồi. Chồng chị vẫn là cháu nó. Ồ, không biết làm rồi. Không biết làm. Chắc chưa. Na. Đấy. Ông người mang cả gói ông lên gội đầu thế này thì hỏng rồi. Đúng là đây, cái này được một lần nữa bảo thế nhá. Ông chưa bao giờ gội ấy, đâm ra là... Có hả? Vẫn gội ấy. Ý là không biết dùng cái gói này kiểu gì. Ông mang cả gói ông lên. Nhưng mà mình bóc cho thôi. Vâng. Đây cái ấy đi ông. Đi làm về nó khác vệ sinh. Sinh dòng gội, đi gội vậy. Đây, đây nhá, lấy cái chậu này hứng để tí xem cái nước này nó như thế nào nhá. Đây. Bình tĩnh. Bác cứ bình tĩnh. Cái này được một lần nữa nhá. Tiết kiệm thôi. Với cả cái tóc của ông thì một gói 3 lần bình thường. Bác này là sợ cắt tóc. Ok. Không có khăn. Thôi để ông rũ cái là khô rồi. Tiếp tục đến thí sinh tiếp theo. Về đi xem em bé này, lúc nãy là em bé còn sợ cắt, về xem em bé nó có ngoan không nào.
Đấy ra. Đấy. Thơm tho luôn. Anh vào nhà ngồi gần bếp ấy, nó không đốt. À. Ấy da. Chú này cũng đi quảng cáo trà được. Đấy, bộ dạng uy tín. Chắc còn chưa gái răng nào mà. Hả? Bác ấy còn chắc răng ông này là còn nguyên. Mỗi ông này là hỏng vài cái rồi. Răng đều tăm tắp ấy. Vâng. Ui, mang đi bán này, tiền bán quá tiền xăng. Rẻ quá. Cái dân ở trên ở mã này này. Không, đây là phải liên hệ với thầy cô ở trên này hoặc là cán bộ trên xã kìa, ai ăn thì nhiều lắm, không có ai mua đâu mà. Ôi giời, xong có. Tiền nó vào mua nhưng mà nó mua rẻ quá. Chọn cân 2.000 thôi. Chính ấy, em về đây bạn em nói với chú bảo chú rửa chân tay cho sạch đi, thấy chân tay nó cũng nhuộm màu thương nhớ quá. Bảo ông là mua thuốc rồi nhá, mấy nữa anh và anh lại mua cho cái lọ kia mới dùng được lâu. Cứ tắm gội sạch sẽ đi. Nhưng mà cái này chắc tốt hơn anh mua cái lọ kia mà mấy chị không nhà thì sợ nó là một phát hết. À ừ. Cả lọ nhá. Hết cả lọ. Bảo nó khắc biết à. Ờ, mỗi lần xịt một tí nữa. Bảo mà mỗi lần lấy một xíu thôi, bảo khắc biết mà. Đấy. Sợ nằm tay tí xong là tiếp bước. Cái đấy thì nó cũng đưa cái đấy. Mua cái này mua nhiều nhiều vào chẳng tốt hơn. Không, thế nào cũng được, miễn là mình phải hướng dẫn cho ông ấy một hai lần ông nhớ mà. Mua mấy anh xin cho. À, xin luôn gì? Đúng rồi, bên anh Thảo thì có nhiều anh chị làm thị trường thì xin dễ mà. Gửi cho nó một hai lần là nó biết ngay mà. Xin cho một hộp có dùng thoải mái. Cả năm. Hôm nọ quên, hôm qua ngồi gọn ông ấy quên không hỏi đấy. Anh cứ hỏi đi, có cái đồ gì mà cảm thấy không dùng được nữa cho em xin. Em mang đi cho bà con. Hôm ngoái chị cũng xin được nhiều đồ lắm. Vâng. Nhưng mà đi vào trong cái gì nhỉ? Bạt hàng 2. Rồi, hơn nó là nhơ này. Cầm mất hơn là nhơ này. Chết thôi, cắt xong lại trẻ ra hàng chục tuổi thế này. Đưa vừa cho nó nghỉ xong là một tí. Với cả chị lên mà. Có mà ngắm cả ngày. Mẹ là mẹ không nhìn thấy thôi, nếu mẹ nhìn thấy những đứa con của mình. Dạ. À đấy. À, bảo bây giờ mẹ mà nhìn thấy chắc mẹ vui đấy. Qua mẹ mắt lờ mờ rồi mẹ không nhìn thấy. Vẫn phải mặc anh ạ. Bà là bà hóng lắm mọi người ạ. Thật sự là không có như anh em mình vào, bà lúc nào chỉ có hai đứa con, nó cứ gọi là đấy quanh quẩn suốt xó bếp thì cũng buồn lắm. Chính cái anh chị này ở đây gần tí nhỉ? Vâng. Đi qua đi lại đi. Ừ. Là con cháu trong nhà sao? Vâng. Mình là cháu ruột à chị? Vâng. À, chồng chị là cháu ruột của bà đúng không? Vâng. Ừ. Gạo một bao kia thì chắc ăn cả tháng. Vâng, thịt thà mới ăn nhiều thôi chứ còn gạo thì ăn mấy nhỉ? Như bà thì chắc giờ ăn yếu rồi, nấu cháo lên thì một bát chắc ăn cả ngày. Hai chú còn hai thích ăn mèn mén hơn. À, đấy, quen ngu. Bởi vì mèn mén lúc đi rừng thì lâu hơn. Lần sau mình vào thì mình sẽ chuyển sang mua ngô. Nhưng mà không... mua ngô thì gọi là thả cùi, thầu về rừng rồi, chở cùi về rừng rồi. Đây nhà có ngô mà. Mà vào cứ mua cho cân thịt là tốt nhất. Đấy, trong nữa thì anh Thảo sẽ trao ít quà của bên anh Thảo cho bà với cả các chú nhé, mọi người nhé. Bây giờ là cái việc chính đã là gọt rửa cái, làm đẹp cho hai cậu thanh niên này đã. Xem bà có cắt tóc không để tỉa tóc cho bà luôn.
Kể ra vui nhỉ, có hai anh em đi từ bé đến già với nhau cũng vui. Đấy, cắt với nhau không chán đấy. Không bao giờ chán nhưng mà cũng hay chửi nhau lắm nhỉ, hay cãi nhau. À. Tại vì một ông điếc một ông câm thì chắc chắn là chửi nhau là chuyện bình thường rồi. Nói thì Thành nói to nhá, người không hiểu xem video cứ bảo là sao vào nhà này nó choảng nhau liên tục, hóa ra là nói to thôi. Đấy, cứ phải là volume là cứ phải vặn hết cỡ. Đây thì anh em mình cũng trao đổi với anh Phiang Phiang rồi, bởi vì hôm nọ anh Phiang Phiang cũng bảo là sẽ hỗ trợ là làm sao cắt được tóc cho hai chú. Nên là cháu Hiệp mới nhớ là chị Vân ở dưới này thì cũng làm đẹp, đâm ra là liên hệ và lại nhờ được chỗ anh Giang nữa, tuyệt vời quá. Mình không biết thì nhìn thấy khó thôi nhỉ. Thật ra là đảo. Cua bay lên thì lên để đó anh thấy tôi thì cua hay không? Đấy. Không phải là 2-3 tháng dài lên lại nóng quá. Dài lên lại cắt. Cho cua giòn vừa vừa chụp chú dừng nhá. Tức là chú kia còn được đi Hà Giang rồi nhá, nhà còn ra khỏi đất Quản Bạ rồi chứ. À, sướng. Chú kia thì răng hỏng một hai cái, chú này răng vẫn đều tăm tắp đấy. Răng đều. Răng đều. Tôi cứ chịu khó tí nữa anh. Ok chưa anh? Xong anh cho cu em vào ha. À đấy. Cắt luôn đi. Gọt qua tí cho đẹp. Chú không tự tin đưa đầu cho anh Giang à? Một thợ tóc chuyên nghiệp đấy. Tí thì mà 5 phút mà. Đằng nào tiện anh Giang đang trong này nữa. Hôm nay anh đi phát tâm. Có gì đâu. Thở dài rồi. Sắp chán. Chia, em chưa dầu gội ra thì không không tí này, ông một ông giữ một ông chả được gói nào thì. À, đấy. Cứ chia đều. Rồi, thanh niên đi cắt gội đầu đây. Đâu đây? À là nốt cạo nốt. Kia có rồi. Chính con nửa gói kia. Ok. Đấy, dậy quà nhá. À, đưa ông đi đây gội đầu. Đi ông đi gội đầu. Múa. Đấy. Đấy, xong em ngồi đi, để anh ra anh đảo cho em một đoạn. Hả? Ừ, mình cắt cho. Đây. Đấy, ông này thì biết hơn. Ôi, ôi, ôi. Đấy, đúng rồi. Ông này gội suốt mà. Này nào. Thôi, rớt hết ra rồi. Ôi dài ơi. Vừa mà. Vừa nó tật trâu. Rồi, ok. Đây quay tí tao bị ăn mặn vào. Không sao đâu. Không bị. Hiệp lấy nước rồi rồi. Đấy. Thơm lừng sạch sẽ. Không, cái này ông mà biết ông cúi xuống cái vòi luôn là ngon. Đỡ phải vặn. Thấp xuống, bác ơi. Thấp xuống thì mới được. Ok. Tao lạ. Đấy, bảo. Ông không biết vào cái vòi này nhỉ? Vâng.
Nếu mà gãi thì phải dùng hai lượt thì mới ra ghét được. Không, đây là mình hướng dẫn thôi, để ông biết thôi. Ông Khắc biết mà, ông đi làm về, Khắc về bảo có thuốc không. Cũng biết xin đúng không? Vẫn biết xin là. Xem nào, cho em xem con chim của nhà chị tí xem nào. Chim này gọi là chim gì đấy chị? Chim này ủa đẹp đỏ. Thế, chim má đỏ. Anh em sống tình cảm lắm. Chị ơi. Dạ. Cái này rất được, để lắm. Chắc phải để cho nó khô đi đã. Đấy, đây, trọng xe bác xem hai anh em sau khi đã được gọi là ui giời, sướng. Trời ơi. Cười như pháo nổ thế này. Bỏ bỏ chứ bỏ bỏ. À nhìn thấy rồi à? Không, dín không đốt em, căn điểm luôn. Này, có gì đốt đâu này. Đấy. Đây ra. Đây đi đâu rồi? Sau một nhoáng thời gian thì anh em mình cũng đã vừa chứng kiến xong rồi. Anh Giang cũng rất là khéo léo để hỗ trợ cắt tóc tạo kiểu cho hai chú cũng như là em chính cũng đã được hỗ trợ cắt gọt rồi. Hy vọng rằng là anh em sẽ có nhiều cái chuyến đi như thế này nữa. Hôm nay đến thì một mặt là có những cái món quà của bên anh Thảo xin trực tiếp thịt này, rồi mì tôm và ít dầu ăn cho ba mẹ con. Gạo thì anh em mình mua rồi, nhãn còn. Nên là cái chính nhất là đến để mà cắt tóc mà cho hai chú và cả em chính nữa. Đấy cũng là một cái chia sẻ kết nối từ chỗ anh Phong nữa mọi người nhé, anh Phong Vlog ấy. Bây giờ anh em mình xin phép kết thúc cái video này thôi. Hôm nay cảm ơn anh Giang nhé, cảm ơn chị Vân rất nhiều nhé, đã hỗ trợ hai chú có được cái mái tóc đẹp. Anh em mình kết thúc video đây, như đã nói rồi. Quý khán giả mà có hành trình lên với Quyết Tiến mà muốn trải nghiệm cắt tóc của anh Giang thì cứ vào salon cái gì là Đức Giang anh nhỉ? Lưu Giang ở ngay cổng chợ Quyết Tiến thôi. Hẹn gặp lại quý khán giả trong những video tiếp theo nhé. Xin chào và xin cảm ơn. Không nghe thấy đâu. Rồi vào đây chụp.